Lâu đấy đúng không? Mà giờ này em vào thì làm sao em nói chuyện được? Không để cho gia đình ngủ à? Em thấy bầu trời hơi trống vắng. Kìa kìa. Kìa rồi, thấy rồi, em thấy rồi. Một thằng giấy giam giáp. Giam giáo. Một thằng này ở kho này. Sau lưng anh, sau lưng anh ơi. Ôi, khẩu này nó yếu quá. Ui, thằng trong kho. Ừ, trong kho em lock 1 rồi, chắc là có bạn nó vào anh. Mọi người đừng vào. Đây. Đừng vào, đừng vào, đừng vào. Đây không rồi. Nào, vào đây. Đấy, có gì mình đang cần cái trò. Cái gì cơ? Nó có súng gì không? À, nó có nhiều súng lắm, nhưng mà anh lấy hết rồi. Em lấy thông sơ nó, anh vứt ra cho này. Có. Nó không công vào này mày. Lấy đi. Mình rút rồi. Nó ở đâu? Nó ở bên bên mấy khu bên này. Văng anh. Cái. Em gạt, em gạt không phải kêu đâu. À, thùng 70 anh ơi. Trên thùng đang nhảy kìa. Để mình phản xạ nhanh như thế. Không thấy. Ôi, cái gì đây? Mình nhìn thằng này. Where? Nó ở xa lắm, chỗ này không, mọi người không bắn được. Đấy, vừa nó nhảy ở trên cái thùng đấy đấy ạ. Kìa kìa, vẫn là trên thùng kìa. Lóc rồi này. Đấy. Ôi, lỗi ghim tâm. Vừa đi vừa nhảy là sao? Suýt nữa thì sơn hay rồi. À, anh clear rồi đúng không? Em mạng em chưa? Nhảy mạng đi. Chưa. Sao mà... chưa có clear đâu nha. Ok ok thôi. À, em thấy em nhảy mạng. À đây rồi, em thấy nó rồi. Bọn nó chạy ngoài đường. Anh làm đi 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 đi. Bọn nó chạy ngoài đường kia. Em bắt được nó. Nó vẫn ở ngoài đường rồi anh. Nó chết. Nó lốc rồi nhưng mà bạn nó thì anh không biết. Buông xuôi rồi, thấy nằm im rồi. Buông xuôi luôn á. Nó nằm im nó chả thèm bò luôn đấy. À, cái gì nhỉ? Cái bot nhỉ? Chết rồi anh ơi. Nhưng vẫn nốc. Đây, bên này có này. Một thằng đang nhảy trên thùng công kìa anh. Ok em. Đấy gọi là thùng công á. Đúng rồi, khu cuối cạnh cái nhà kho anh ơi. Cuối cạnh nhà kho. Bên phải, bên trái. Bên phải. Anh thấy rồi. Ok anh. Cạnh trời canh. Ôi, thằng đấy ăn hai viên vào đầu. Vẫn nốc này. Này nhiều thế nhở? Toàn nốc là nốc nhở? Sao nó cứ chạy từng thằng một chạy vậy? Cái game kiểu gì vậy? Ui, bạn nào vừa donate vậy? Ai bán vé nhá? Vé của anh. Cảm bạn nào vừa donate cho mình nhá. Tí nữa mình sẽ check lại. Đang gay cấn quá anh ạ. Cảng này nó cũng kiểu ngu ạ bọn mình ấy. Anh bắn máy từ mà lấy đi. Lấy máy từ đi.
bắn được lấy là chả thấy được cái lia tin nào mà bắn hết cả đạn rồi mà vẫn chưa xong cậu họ sạch đau xanh này cho mình nút miếng có được không à, các bạn ơi công giữa chưa nút có phở le này em bắn luôn nhá em bắn luôn này trông ngon bắn luôn đi mà lấy cái rồi té ở lại đây dây chúng nó lại bắn cung anh cơ đó cung á thôi anh xin em anh muốn lấy một trận đấu với một anh không giỡn nữa mà. Anh hết giờ giỡn rồi em hết giờ hôm nay buồn lắm rồi tập trung công lực bỏ bạn ấy vẫn phải còn bạn vẫn chạy lăng quăng trong này em có ca này, em có mờ 24 rồi. Tối lên anh rồi á, ủa anh vẫn đang cố. I got supplies. Ủa lại còn trận sau. Định mệnh con bot. Con bot. Chuẩn bị ca. Bắn đi. Anh có vé rồi, cứ bắn đi. Hey, chị cả buồn lắm mà. Đi. Cho Khải buông. Nặng là con bot. Vãi thật. Đồng đội của nó đâu mà sao lại toàn cử bot ra thế này. Bạn khinh thường mình đúng không? Bạn cử hai con bot này ra giết mình đúng không? Vãi nồi à, đây cũng chưa có người. Một sự xúc phạm không hề nhẹ anh ạ. Ôi lút cái thính đế rồi mình đi luôn này. Ok anh ơi. Anh đảo xe về. Tính có giáp, nếu chưa giáp thì bảo anh nhá, anh mới có giáp 1 đó. Thế anh vào nút trước đi, em có... Vào đi, anh xa. Ra đây. Thời gian thấm thoát thôi được. Nào em cũng sẽ lừa được em. Không có đổ luôn, đậu khoảng 37 đi. Toàn đạn 7 công nhận luôn. Càng trận này hơi nghèo đạn xanh. Đã có một viên nào luôn. Nhìn xét đồ của anh mà nhớ hồi trước VL á. Why? AUG mẹ ốp này. Anh Tuấn, mẹ ốp này. Bắn đi. Em có M24 rồi. Anh nãm có cao rồi, vào đây mẹ ốp anh. Giáp 2, mũ 2 mới tinh luôn. Em dư đạn 7 này, có ai dùng đạn 7 không? Dư một băng đạn thêm nữa. Băng đạn thêm à? Vâng. Thôi, đạn lốt. Cái này. Đi thôi mọi người. Đi kiếm thêm Kiếm thu nhập. Con tiếp các kiểu. Anh bắn súng gì em cho con be này. Em AUG thì không cần bắn. Anh bắn ấy. Anh bắn SK. Em dùng đi, em dùng đi. Ok anh. SK anh. Đó. Ơ có xe này. Dại dột ra là một thanh niên vào đây định cướp thính à? Dại dột vậy. Thiên đường muôn lối thì không đi. Sáu mảnh luôn. Địa ngục có mỗi một lối thì bạn đâm đầu vào. Chưa buồn. Kinh nhở thanh niên cũng máu nhở. Một mình thi vào đây cướp thính cho đấy. Một mình thi vào đây cướp thính sợ thật. Quá ghê. Được đấy. Mình đánh giá cao bạn rồi đấy. Mình bắt đầu thích bạn. Một mình xông vào quỷ môn quan. Có tiếng bắn đúng không? Có ai bắn mình phát đúng không? Ê, cua nhà hót, Enemies ahead. Em nhìn đâu? Em nhìn đâu? Em lag đúng không? Không, lo bắn lỗ. Lo bắn lỗ của ai? Kìa. Chưa thấy gì ngồi. Đâu rồi, thấy. Đông Raymond, trong nhà đôi Raymond. Có gì đấy? Có hai team khác à? Cẩn thận. Đừng công anh, từ anh ấy. Bom lên này. Ôi, chỗ này không có chỗ đứng rồi. Hai anh ơi. Ai em phải bốc ạ? Không phải đó, em. Đó. Nhà đấy bây giờ nó bắn lỗ xe ở cầu thang người không công được đâu. Ok. Có cách công hết. Có cách công đâm vào cái cửa này là công được này.
lấy con xe đâm vào cửa đi, lấy con xe kê cửa. Lo phá cửa rồi. Cửa trên mà, công được. Ồ, lo phá cả cửa. À. Để cú tính nhờ. Bây giờ công sao nó. Anh Nam đâu rồi? Cho bắt đạn đi. Em lấy đạn đi. À ừ đây. Ôi, xác này nhiều lắm. Đứng ra đi. Nó đang ở trên nóc em ạ. Nó cũng thú tính lắm anh ơi. Nóc tầng 3. Đây, có hai quả bom anh đáp chứ không? Ờ, đưa đây, anh đáp. Linh cẩn thận nhá. Ok anh ơi. Em không ngoi lên. Chạy ở sau thôi anh ạ. Em sai một ly em đi một thước luôn 4k này. Ơ đúng rồi. Bây giờ làm sao để bay được sang bên đấy nhở? Ok. Bây giờ sẽ làm cách nào bay được sang anh ạ? Ôi. Xuống. Em nhìn nghe à? Rồi xong. Anh đâu rồi? Anh bỏ xuống đi. Không bỏ xuống. Em cứ xong đi rồi lên. Xong rồi mà. Rồi lên trên này cứu anh. Ok. Còn thằng kia nó vẫn đứng ở trên kia mà. Không gì để vội cả. Định mệnh các bạn. Cứ bình tĩnh thôi. Không giục nhau là không bao giờ chết cả. Ui, còn lại 8 phương trời, còn lại 10 phương đó. Ôi nhá. Anh ra em ơi, mỗi người một chỗ anh ơi. Dạo này anh order mãi cái quyển trải nghiệm online mà mãi nó chưa về đâu. Giờ Linh dậy xuống loot hết các sàn lấy bom. À đúng rồi, anh ơi, buôn bom đi anh ơi. Nhảy xuống phát 4 phát nó chẳng. Tự nhiên anh nhảy xuống làm gì, bọn em ở trên đang ngon. Lo bắn. Tại anh nhảy xuống chứ. Có nhiều bom lắm anh ơi. Xuống nhặt ít buôn. Ok. Tặng cho bạn chai bom này. Demo nhá, quà đấy. Mình ngoài bo rồi nhá anh nhá. Nó đang ở đâu với em? Xe đi rồi đi. Bắn lỗ xe đi rồi bước. Hình như nó chỉ còn một thằng hay sao ấy. Thì có một thằng thôi mà. Có một thằng thôi, duy nhất một thằng cuối cùng. Nhảy đi. Linh ơi, dạ. Chào anh chị. Anh em phải bằng mọi giá giết thằng này. Giết nó bằng cách nào cơ? Đáp đấy. Em đáp. Anh lên được. Chào anh. Thằng này chết với anh. Không biết nó nổi góc nào nhỉ? Không cần phải em anh. Để. Lên. Rồi đợi anh tí, đợi anh 30 giây. Em cứ canh chắc thằng đấy cho anh. Tống bom lên, không cho ra. Còn một quả thôi anh. Em hết rồi. Thằng đấy phải chết. Mày anh... nhảy. Không làm cách nào để giết được nó nhỉ? Xin nè. Linh ơi. Chuyện gì vậy anh? Sao vậy? Ủa? Sao vậy anh ơi? Dính bom của em á. Lên được. Anh nhảy lên cái đèn này rồi. Không thể lên. Anh nhảy lên cái đèn là nó có khi nó bám vô tay á. Ô, trên tầng thượng. Đinh đả bom lên đi. Hết bom rồi, em không còn quả nào cả. Đây, nó chết rồi. Ui. Đi thôi. Bị bệnh mày. Anh chỉ cần biết vị trí nó thôi là nó chết.
DKM chó ạ. Hồi ốp gì tầm này nữa anh. Bỏ đi. Nhảy nhót với chúng tôi này. Khó chịu đậu phòng. Ê có người chạy giữa đường với kép này, đây. Siêu phẩm nhiều, anh bắn nó mấy viên nữa kìa. Linh ơi, ai lại yêu đậu phòng? Sao vậy anh? Bắn hay thế. Là sao anh? Rồi ạ. Lưu Linh nó tạo hiệu ứng vòm, đậu phòng thanh niên ngáo luôn ạ. Sao lại tạo hiệu ứng vòm là sao anh? Em bắn nó không biết quay đi đâu luôn đậu vòm. Thì anh chạy vòng tròn thì em chạy bắn vòng tròn. Má lẻ thật. Mà bò. Ok, từ từ. Để xem đấy, có bạn không? Ok anh ơi. Anh check cái donate. vừa có bạn lại donate cho anh. Ui ôi, 8k UC á. Cố gắng lên thêm một tí nữa nha em. Một tí nữa. Không. Anh mất tổng cộng là bao nhiêu? Mười mấy triệu, anh chả biết là bao nhiêu nữa. 4 triệu là mỗi gần 9k là 16-17k em ạ. Ủa nó chết ở đâu ta? Cái thằng ngoài đường cơ, ở chỗ cái gọi là cái xe công. Thôi anh, 200 viên đã. Đi anh ơi. Đánh xanh ra đủ rồi. Em nhiều lắm. Uầy, sao bo giờ này vẫn còn đông thế nhở? Chết bớt đi bạn. Thời gian thân quan thời đưa. Thế nào anh cũng sẽ lừa được em. Đến gì vậy? Không phải có em. Nam ơi, cái mic Nam. Mic anh bị sao kìa? Có con xe kìa, anh nhìn thấy chưa? Xe này. Rồi. Qua nhà này này. Trên tầng 3 kìa, trên tầng 3 kìa. Ok, nhìn rồi. Bắn đi. Rồi, xong luôn. Anh thằng trên, em thằng dưới, hợp lý. Ê, xe đến. Xe đến hướng nào anh? À, tôi em thấy rồi. Một thằng. Ok, chơi luôn đi. Đi sao nào. Một thằng này. Nó có một thằng rồi. Ê, trong nhà, ngay bên, em nghe tiếng chân rồi. Nhà ngay bên, nhà nào? Một trong hai căn nhà bên đấy anh, bên trái ấy. Vãi nổi à anh, chịu luôn đấy. Bên đường bên. Rồi ôi bên trong này gọi là cũng ở bên đường á. Anh nghe được tiếng ok đây rồi. Anh chẳng anh đáp bom anh chơi đấy đi chơi bời gì vãi thật đáp bom tinh tế vãi. Giờ chỉ có lả bom nhau là nhanh nhất đấy. Hay thật. An toàn nhất. Anh đáp bom mất máu. Đỉnh vãi. Anh em ạ, giờ hạn chế giao tranh cho anh em ạ. Cứ bom mà lã. Xanh. Kiểm tra xem nó có cái có ấy không em. Có ấy này có gì. Nó có cốc to. Không anh ơi. Em vẫn đang X4 này. Anh em không có một cốc to nào luôn đấy. Toàn ốp X4 này hỏng rồi. Xong Linh rồi. Mình ngoài bo anh ơi. Có căn nhà phía trước hướng S với kép trong bo này. Mình có sang đấy không? Mình vẫn ở trong. Nói chung là mình vẫn trong bo. Mình cứ đẩy từ từ. Em đẩy. Đẩy đi anh. Wow. Ôi. Gần bắn mình. Cảm ơn bạn nhá. Anh chưa nghe thấy ở hướng nào cả. Ok em khoảng hướng 305 anh ơi. Gần. À thấy rồi. Thấy rồi, xem đi xe máy. Wrecking boy. Ôi, vẫn có thằng cần này. À đây rồi, bạn ơi. Nó ở đâu cho anh xin đi. Ờ nằm ở hướng 320 325 đã. Ôi, úi vãi này. Nhờn cái mày này. Hết chưa? Lốc nốc anh ơi. Lốc luôn. Nhờn nhiều cho con nhấn mặt. Có phải cho hòn đá này không? Enemies ahead. Không, cho hòn đá trước đây này. Enemies ahead. Bốc khói luôn bạn.
xanh nó cứ nhờn nhờn mình. Lên đây đi. Đây đây em lên đây. Đâu anh ơi? Vãi nồi. Em ơi. Dạ dạ dạ. 210. Ok anh. Một team đang bò. 210 một team đang bò. 210. Kìa, chạy giữa đồng kìa. Rồi rồi em thấy rồi. Ui cực phẩm yếu, cực phẩm yếu. Nope. Anh ơi. Một thằng ở xa anh nhìn thấy chưa? 200 kìa. Một viên ốp rồi. Ôi, sao em bắn? Nốc. Một team đó luôn. Ê, đằng sau 320 có thằng bò à? Một con rắn này, ôi, không trúng. Ở đâu? Giữa đường 320, anh nhìn thẳng 320 thấy luôn kìa. Vãi nồi ạ, đây làm gì có cái đường nào em? 320, ui, anh, đây này. Ui dồi ôi, mẹ nó, 3 viên mới chết. Đây. Đây. Trời ơi. Đi anh ơi. Trên đồi mà nó cứ giữa đường thôi. Giữa đường mà, nó bỏ trên đường kìa anh. Kệ vợ nó. Giết bọn này đi. Trong nhà. Ngoài có. Em vòng qua trái nhá. Tránh. Nó chết rồi. Không nhìn thấy anh ơi, em không nhìn thấy nó. Một thằng trong nhà vệ sinh này em. Ok anh ơi. Anh vào thế này để em vào luôn đi. Từ từ. Không thấy gì cả. Smoke kìa, lại smoke kìa. Đâu rồi, nó chết rồi. Ô, lý thế nhỉ. Thằng sau đang chạy bo anh ơi. Một thằng ở đằng sau này. Thôi anh cứ canh bọn đấy đi để em lo bọn này. Hai thằng này. Anh chưa nhìn thấy đằng sau đâu cả. Mấy cái nhà kìa. Bọn này đông lắm. Còn này không thể là mất lốc 1 là xong đâu. Em lốc 2. Cái đây bọn này. Mà mình bắn ở đông. À ừ, em không biết, bọn đấy em không biết. Em đang bắn bọn này này. Chấm này. Được rồi, để anh thử thêm một quả bom nữa. Anh còn nhiều đạn không? Nhiều đạn xanh không? Vào có em. Cái thằng trong nhà vệ sinh ấy vào. Lốc thêm lần nữa này. Vào nhà vệ sinh mà loot em ơi. Rồi, em clear bọn nó sau rồi. Ôi, thế thì còn một thằng thôi. Ơ. Thế còn một thằng team nó ở đây. Lên luôn anh, em còn 30 vạn luôn, cuối cùng quẩy luôn. Chưa lên. Lấy đạn đi, lấy đạn đi rồi bắn. Bom kìa anh. Bom này. Đâu đạn ở đâu anh? Đạn trong nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh. Thôi không. Đây. Nhà vệ sinh ấy. Lấy ô tô mà khua nó. Nhà vệ sinh anh vừa giết người mà. Đi cua. Ui đi luôn anh ạ. Em còn 30 viên đủ chơi. 30 viên à? 30 viên. Anh 15 mạng rồi. Đã 15. Top 1 đây rồi. Chỉ mạnh. Ủa nó đầy chưa? Không, nó chỉ nằm ở gần đây thôi. Cẩn thận nó quăng quả bom chí là mình chết đấy. Không thể để trượt mất cái top 1. Đây, gốc cây, đây. Giữa bụi luôn, giữa cái anh nhìn thấy nó chết kìa. Đâu mà em ra anh. Đây. Anh bị lỗi ghim tâm em ạ. Lại cái lỗi đấy. Đen thật. Úi giời. Một trận đấu. Bắt đầu ăn thôi. Để cái top 1 hoàn toàn anh em. Đúng rồi. Khổ lắm rồi. Khổ thiệt sự. Toàn đáp bom. Ui, anh em mình bắn kìa. Anh 1.500 em nghĩ hai à, anh 2.200 em 2. Ôi, 15 16 mạng. Vãi, ngon đấy. Cộng là 32 mạng đậu. Ghê vãi.